Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đang theo dõi video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vào buổi sáng hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại trục đường D20 thuộc khu dân cư Việt Sinh Vip 1, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và trên trục đường này, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà mặt tiền hiện tại đang kinh doanh tiền thúc đây với một dãy trọ đi kèm. Vâng, một mặt tiền kia ốt và một dãy trọ đi kèm. Và trục đường phía trước mặt tiền thì có chiều ngang là 6m lòng đường. Hành lang mỗi bên là 4m. Với trục đường thông buôn bán kinh doanh nhộn nhịp. Và căn nhà của chúng ta thì có chiều ngang là 5m và chiều sâu là 30m, tổng diện tích là 150m2, thổ cư 100%, tức là 150m2 thổ cư. Và trục đường này thì buôn bán kinh doanh rất là ok. Hiện tại thì mặt tiền nhà mình đang kinh doanh tiền thúc đây và có một dãy trọ đi kèm ở phía sau. Ô tô, xe tải, xe máy ra vào nhộn nhịp trên trục đường này. Và mặt tiền nhà mình thì đang kinh doanh thúc tây với thiết kế một trệt, một lầu lớn ở phía trên. Còn ở phía sau thì có một dãy trọ. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn quý vị chúng ta vào tham quan. Và đây là mặt tiền ở phía trước đang kinh doanh thúc tây. Và phía trên thì có một lưng lầu. Hiện tại thì có một công trình đang thi công ở cái bên. Và bây giờ Bảo Hoàng xin được mời mọi người chúng ta cùng di chuyển ra phía sau. Chúng ta sẽ khảo sát 8 phòng trọ của nhà mình ở phía sau. Với hành lang phía trước phòng trọ, đây là cũng là phần đất của nhà mình. Và có 8 phòng trọ phía sau. Hiện tại thì vẫn còn 3 phòng trống và đã cho thuê 5 phòng cũng như là một kiosk ở phía trước. Còn đây là một công trình ở kế bên đang thi công, cũng là những dãy trọ kế bên nhà mình. Còn chúng ta sẽ trở lại với trục đường mặt tiền ở phía trước. Còn với trục đường D20 thì một đầu đường là nối với đường D33, một trong những trục đường chính của khu dân cư Việt Sinh Vip 1. Và một đầu đường là nối với trục đường D22, nối thông với đường 22 tháng 12, vòng xoay An Phú, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, đường DT743, trục đường thông. Trên trục đường này thì có 2 bệnh viện, 1 trường học, cách chợ khoảng tầm 300m, trung tâm văn hóa, sân vận động thể thao thì cách nhà mình khoảng tầm 300 đến 350m. Còn trục đường này thì chúng ta đang thấy cho mình rất là nhiều ngành nghề kinh doanh, quán cà phê, nhà nghỉ, khách sạn, rồi một dãy nhà hàng đang kinh doanh, đặc biệt là một dãy nhà hàng người Hoa cũng như là người Hàn đang kinh doanh rất là nhộn nhịp trên trục đường này. Đây được mệnh danh là khu ẩm thực của người nước ngoài. Rất là nhiều nhà hàng xịn sò nha quý vị. Trên trục đường này thì như Bảo Hoàng chia sẻ với mọi người cũng như là những hãng đi kèm trong video thì quý vị chúng ta sẽ thấy được tiềm năng rất là lớn trên trục đường này với mặt tiền kinh doanh rất là tốt. Và hiện tại thì căn nhà của chúng ta mà Bảo Hoàng đã chia sẻ với quý vị đó là một căn nhà có mặt tiền kinh doanh tiền thúc tây, đối diện dãy nhà hàng người Hoa và người Hàn. Với mức giá là 4 tỷ 850 triệu đồng, mức giá này quý vị sẽ gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng Bớt Lộc.
với chiều ngang 5m và chiều sâu là 30m, tổng diện tích là 150m² thổ cư 100%. Vâng, và nếu quý vị đang có nhu cầu thì hãy gọi ngay cho Bảo Hoàng để đến tham quan và khảo sát sản phẩm này. Đây được coi là một trong những sản phẩm có mức giá phải chăng nhất trên thị trường, đặc biệt là tại khu dân cư vệ sinh VC1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.